Hello, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Lâu lâu mình sẽ làm một cái trận tâm ma tuyệt địa nha bà con ơi, để xem hôm nay team mình sẽ quánh cái trận tâm ma này như thế nào đây, khi mà cái ô không có một cái gì để nhặt luôn đó trời ơi. Và chúng ta hôm nay sẽ có thần cơ, bá đao và tàn kiếm. Lúc nãy cái ông bá đao ông chọn cái bàn mà giờ ông vô ông đổi thành bá đao rồi anh em ạ. Đó, có lính thì chúng ta farm thôi. Rơi vào một cái ô mà không có đồ như thế này, phải nói là tâm trạng anh em cảm thấy là thôi trận này chắc thôi 90% thua rồi, đánh đấm chi nữa. Nhưng mà chúng ta hãy cứ lạc quan nha. Có quái thì farm quái, không có quái thì mình đi farm người anh em ạ. Kệ farm được người nào hay người đó. Team này thì hai anh bạn chúng ta tăng tốt thì thần cơ sẽ quẩy rất nhiệt tình nha. Và chúng ta cũng giới thiệu luôn cái trận tâm ma này được chia sẻ bởi một người anh em, đó là Mái Hiên Di Động. Không biết anh Đông Tà đợt này anh đánh nó server nào mà mấy cái tên ạc quá lạ anh em ạ. Võ Mì Nương nè, rồi Chị 13, Ngông Cuồng, toàn thứ dữ không à. Toàn là những cái tên nhân vật gọi là đình đám trong phim ảnh không anh em ơi. Đó, ông Ngông Cuồng thì không có trong phim nào hết, mà để coi ổng ngông cỡ nào nha. Bây giờ úp xuống khu vực dưới này chúng ta có ai đây? Có một con ngũ độc rồi, bên trong là có thêm không thấy có dương môn rồi, có dương môn, có tiêu dao nữa. Nhưng mà team này nó cũng không có đồ, tội nghiệp. Con tiêu dao gặp hai tàn kiếm, à không, hai con hệ kim. Trời ơi. Ê, tôi thấy ông Cuồng ông cũng nhanh tay ghê anh em ạ. Chưa gì chụp một cái bí kíp trung rồi kìa, lên hẳn tìm long luôn. Tội nghiệp chị 13 quá. Chị 13 chậm tay quá nha, chụp không được cái gì hết trơn hà. Bây giờ gọi là đáng thương đó anh em ạ. Đó, không có đồ rồi, bây giờ boss nó ra cũng không ăn boss được. Thì thôi đi kiếm đồ tiếp nha anh em. Mình cứ từ từ đã, anh em cứ việc có đồ trước đi, rồi xơi boss sau. Ôi, có thiên vương kìa, mình thấy thiên vương ngon hơn bá đao á. Anh em biết sao không, bá đao nó rất là dễ bị bóp. Nếu mà không lên được 7x thì rất dễ chết nha. Trời ơi, ông tàn kiếm ông mở thêm bình kim sáng dược, nó làm cái bùm, mất thêm chút máu nữa. Cổ thân. Ôi, cái bàn đâu vậy? Trời ơi, chạy được rồi, không lo chạy đi anh ơi. Còn quay lại đây nữa, shipper. Cái này là anh em biết sao không? Kiểu giống như đi solo mình thôi, ra sớm cho lẹ, bớt đau khổ anh em à. Vòng số 1 cũng đã sắp kết thúc và chúng ta vẫn chưa đầy đủ đồ chơi, vẫn tiếp tục phải đi kiếm đồ. Không thể về giao tranh boss được. Bên này chúng ta có thiên vương lên quần rồi, cẩn thận nha. Ui, nó đang xoay chùy kìa. Wow, chơi lớn vậy à. À, chúng ta đã có bá đao đổi về thiên vương rồi, đúng ý của mình đó anh em ạ. Rồi, ai đổi cung lôn hồi máu đi, chừa quái lại anh em ơi, đừng có farm hết lính. À da, khổ quá. Trời ơi, tội nghiệp, gặp mình là mình sẽ đổi. Anh em thấy cái gì hồn, sau khi bạn ấy đổi cung lôn và không còn con lính nào luôn, thiệt là tội quá đi à. Thôi, mình sẽ giữ cung lôn chơi luôn nha anh em. Tại vì cung lôn mà anh em đi kết hợp với team thì đánh rất là ok. Đặc biệt chúng ta có hệ kim trong team nữa thì không quá lo về các môn phái hệ mộc. Vẫn là tiếp tục những bước di chuyển để check đồ ăn. Đấy, lại có team treo kìa. Theo suy đoán của mình, những cái bình kim sáng dược ở đây chắc là thuốc độc, chắc cũng có. Đó, thấy chưa, con lô mở và bị nổ rồi. Bây giờ anh em cẩn thận với mấy bình này nha anh em ơi, tại vì cái auto nó cập nhật là mấy Aclon nó chơi ghê lắm. Và vòng số 1 kết thúc rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị cho vòng số 2 nha. Mọi người đang cố gắng chết đồ ăn và tình trạng chúng ta vẫn chưa khả quan lên được chút nào cả. Vẫn còn 14 team. Cặn đó. Cái tâm ma tuyệt địa này có một cái điểm đặc biệt quan trọng mà anh em cần chú ý, đó là chúng ta hãy di chuyển cùng với đồng đội nha anh em ơi, đi sát nhau luôn. Anh em đừng có người chạy trước, người chạy sau, thì như vậy ti mà bị đánh á, thì anh em rất là khó biết. Đặc biệt là khi anh em không có mấy chỉ huy nữa rồi, ảo tượng nằm sát trên kia chắc chắn sẽ có team mở anh em ạ. Bây giờ anh em về ở cái cánh gần gần trên kia chắc chắn sẽ có đánh nhau cho anh em coi. Này các bạn ơi, shipper hay là nó sẽ kết thúc mình đây. Trời ơi, quánh luôn kìa, ghê thật. Như vậy là cái bàn lên bảng điểm số. Ôi, chúng ta đã chạy ra khỏi khu độc mà này có Trường Ca tiếp tục, đó chính là Tiêu Dao yếu máu. Ơi cẩn thận nào, Tiêu Dao thất thám và rất may mắn chúng ta không bị lên đam. Tranh thủ thả chim ra hồi máu anh ơi. Và Tiêu Dao vẫn còn sống anh em à, 1 chấm máu. Trời ơi, tàn hình luôn. Hú hồn con trồn mà nha. Rồi thôi, thả chim ra hồi máu. Wow, Tiêu Dao vẫn rất ngoan cường, rất hay. Và Tiêu Dao có đá hồi sinh, hàng chị anh ta rất hổ báo anh em à. Bởi vậy ta nói có những cái chết mà chúng ta rất là oan uổng khi mà anh em có đá hồi sinh. Có đá hồi sinh tự tin và hổ báo nhưng kết quả thì lại không được như mong muốn. Lúc nãy mình thấy là cái bang Quân Hàm Ngạo Thế bên trong. Và Tiêu Dao lại tiếp tục quay ngược trở lại để phản kèo. Và lần này Thành Cơ đã khống chế và lóc được Tiêu Dao lên, đó chính là Thiên Vương, tuyệt vời. Quá hay luôn. Một sự hô báo đến trừ vị trí của Tiêu Dao và đã làm cho chúng ta tỏa sáng anh em à. Phải gọi là đúng chất tỏa sáng cho team của chúng ta luôn. Mình thấy cái rương của con cái bàn rồi nhưng mà chưa có ai phát hiện anh em ơi. Và có lẽ là mọi người cũng đã lên được tới Quân Hàm cần thiết rồi. À, Thiên Vương vẫn chưa kìa, đúng rồi, check cái rương bên này nè anh em à. Quá hay. Phải nói là team hỗ trợ di chuyển tuyệt vời anh em. Bây giờ mọi người đang tiến về bên thuốc độc, đừng anh à, đừng anh à. Di chuyển về boss thủ lĩnh. Đó, có kèo, đó là Nga Mi và Dương Môn. Như vậy là Thần Cơ rất nhanh chóng khống chế được Nga Mi, tiếp tục đó chính là Đường Môn ở đây. Cẩn thận Đường Môn combo anh ơi, 1 chấm máu rất là nguy hiểm, tiếp tục nhảy lên chim để tạo cái hiệu ứng khống chế và lần này cần phải hồi máu thật gấp cho Thần Cơ. Như vậy là con boss thủ lĩnh cũng đã bị kết thúc và mình không thấy một viên đá hồi sinh nào cả. Một cái pha giành boss rất hay và làm cho team đội bạn không kịp phản kèo. Đó, căng thẳng nha. Bây giờ còn 5 team. Bởi vậy ta nói tâm ma này á, anh em ăn boss trước chưa chắc gì anh em đã giành được ưu thế. Mà anh em có đồ sao thì chưa chắc gì anh em cũng đã bất lợi nha. Quan trọng là team phối hợp phải ăn ý nha anh em ơi. Đặc biệt là team phải di chuyển và chờ nhau. Đó, Tiêu Dao, đây, trời ơi có cả Trường Ca nữa. Lần này Trường Ca chạy đầu lóc nó lên và không lóc được rồi. Hình như là Tiêu Dao cũng đã chạy được rồi anh em à, và chúng ta thấy có một thành viên đã chuyển về huyền thủy. Quá hay, quá hay. Mọi người đang cố gắng nhanh chân di chuyển về phía và chúng ta đã khống chế được Trường Ca rồi. Có kết thúc được hay không? Và kết thúc được Trường Ca rồi anh em ạ. Boss thủ lĩnh vẫn còn, boss thủ lĩnh vẫn còn. Bây giờ có team nào ăn hay không nha. 30 giây thì có thể là chúng ta sẽ ăn được boss nếu mà tất cả các thành viên dùng combo. Nhưng quan trọng là có team nào ăn hay không đã. Không có team nào rồi anh em ơi. 20 giây. Có Thần Cơ đam rất lẹ. Phải nói Thần Cơ đam cực kỳ mạnh. Và lần này chúng ta có ăn được boss thủ lĩnh không? Chỉ còn 5 giây, 6 giây và 4 giây. Kết thúc được boss thủ lĩnh chỉ trong vỏn vẹn 15 giây. Có bí kíp cao 3 quyển rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Và chúng ta chuẩn bị bước về vòng số 3 luôn. Wow, team đánh phải nói là di chuyển cực kỳ hiểu ý. Anh em phối hợp rất tốt luôn. Bước về vòng số 3 và chúng ta đang có 4 team trong bản đồ này. Dự kiến là chắc chắn sẽ có những cái pha đánh nhau máu lửa. Rồi, thôi về khu an toàn đi anh em ơi. Thì mình đánh quá chắc rồi anh em ơi. Chỉ cần team chúng ta cố gắng di chuyển cùng với nhau là đã quá ok. Và bây giờ vòng cuối chính thức bắt đầu. Quan trọng lắm nha, team chúng ta cần phải di chuyển cùng với nhau. Mình thấy khu 20 chuẩn bị đóng rồi bà con ơi. Quẹo quẹo trốn khỏi khu này đi nào. Anh bạn Thiên Vương chúng ta đang xoay trì rất nhiệt tình luôn. Và thần cơ đã rất là nhanh chân chạy anh em à. Chị 13 chỉ còn 50% máu, cố gắng bảo kê chị 13 nha. Vẫn còn 4 team và chúng ta đang tách lọn đội hình của mình ra, rất nguy hiểm nha anh em ơi. Bây giờ cần phải hợp quân lại. Đây, Thiên Vương đã về với đồng bào. Khá là căng, Thiên Vương đang bị yếu máu và chúng ta đang có một Dương Môn ở dưới này. Dương Môn đang bị khống chế. Thiên Vương đang xoay truy. Và có kết thúc được hay không? Như vậy là Dương Môn đã bật chế độ tàng hình. Dương Môn đã tàng hình chứ không phải là bị kết thúc anh em ơi. Một team khác đã bị kết thúc rồi, không biết đó là team nào đây. Team này thì mình thấy là nguy hiểm nhất là cho bé thần cơ nha. Tại vì huyền thủy chúng ta khá là trâu. Dương Môn thì Thiên Vương anh em thì có được cái quần thể kim cang. Chỉ có thần cơ là môn phái dễ hẹo nhất thôi. Cố lên nha thần cơ ơi. Một chấm đỏ ở phía trên rồi kìa anh em ơi, có ai thấy không? Đấy, đó chính là tiêu dao. Ai, kèo này tiêu dao khó sống rồi. Chị 13 bị ai túm quần vậy? Chị 13 bị Dương Môn túm quần anh em à. Và thân cơ đã chạy xeo để hỗ trợ. Thiên Vương cũng đã di chuyển xuống. Lần này chắc chắn là Dương Môn khó thoát. Và như vậy là kết thúc được Dương Môn. Chúng ta chỉ còn một tiêu dao. Đó, hãy cùng nhau chúng ta làm nên chiến thắng nha anh em. Thiệt cái tâm ma này rất là khó solo. Anh em chỉ solo được khi mình kết thúc được những cái team ở vòng ngoài, hoặc là anh em có đá hồi sinh. Đấy, tiêu dao lóc chúng ta lên. Thần cơ đã nhảy chìm rất hay. Và lần này thần cơ cần phải hồi máu thật nhanh chóng. Chị 13 đang yếu máu. Chị 13 đã bóp được vòng và Thiên Vương đang xoay trì. Như vậy là tiêu dao đã bật chế độ tàng hình rồi. Cả căng nha. Đấy, tiêu dao đây rồi. Tiếp tục đó là một pha lướt khống chế Thiên Vương. Tiếp tục đó là thất thám. Rồi, lần này tiêu dao khó thoát rồi anh em ạ. Khá căng. Tiếp tục đó là kéo lướt và ăn xoay trì. Tiêu dao vẫn né rất hay. Trời ơi, một mình tiêu dao cân 3 luôn kìa. Và như vậy tiêu dao lên bảng điểm số. Một trận tâm ma tuyệt vời. Và nếu anh em yêu thích trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và những anh em nào chưa đăng ký kênh, hãy cho mình xin một đăng ký kênh nha anh em ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.